Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả đang theo dõi Radio Phố Đêm. Thưa quý vị, như lời giới thiệu của Hương Giang trong chương trình bản tin đầu giờ chiều, thưa quý vị, Hương Giang vào chương trình ngày hôm nay, Hương Giang có một vị khách mời lần đầu tiên mà Hương Giang được nói chuyện với anh ở trên làn sóng của Radio Phố Đêm. Và Hương Giang thực ra chỉ mới biết anh trong những cái ngày gần đây mà thôi. Và Hương Giang xin tạm gọi anh là anh Lê. Và Hương Giang xin chào anh Lê và nhờ anh Lê gửi lời chào đến thính giả của Radio Phố Đêm. Xin chào chị Giang, việc chào khán giả trên đài. Dạ thưa quý vị, sở dĩ Hương Giang mời anh Lê có mặt trên băng tầng của Radio Phố Đêm bởi vì anh Lê những cái cách đây mấy ngày anh là một trong những anh là nạn nhân của cướp có vũ trang. Thưa quý vị, anh Lê đã bị cướp dí súng ngay trong một cái khu thương xá rất là đông đúc người Việt. Và thưa quý vị, khi mà Hương Giang nghe cái chuyện này thì Hương Giang rất là giật mình. Và Hương Giang mời anh Lê có mặt trên băng tầng để anh Lê có thể chia sẻ cái câu chuyện của anh Lê đến quý vị. Và đây cũng là một cái bài học cho tất cả mọi người của chúng ta. Anh Lê này, anh Lê có thể kể lại câu chuyện cái vụ cướp nó xảy ra như thế nào không anh Lê? Chuyện nó xảy ra hồi cách đây khoảng 3-4 ngày. Thì đến vào khoảng 6:55 tôi đi làm ra thì ngồi trên xe, ngồi ở phía sau của Bắc Kinh của Grand Century. Thì mình ngồi thì lát nghe thôi. Thì có một chiếc xe Black Volvo màu đen nó chạy ra phía sau. Thì có hàng máy bước ra, nó tiến mình hồng xe mình đâu có để ý đâu. Một thằng bên tay phải, thằng bên tay trái. Thì cái thằng bên tay trái đi tới cái chỗ mình đang ngồi xe thì nó mới nói là như heo xịt quá, rồi có thuốc không? Thì em mới nói là em không có thuốc. Nó lặp lại lần nữa là mày có thuốc không? Thì lúc đó em tưởng là không, thì không lát thôi em đuổi ra, đuổi kêu tránh xa xe ra. Thì bắt đầu nó rút súng ra, nó làm đạn nghe cái rắc, cái nó xe nghe đậu. Thì nó kêu kiếm tiền rồi. Lúc đó thì kêu nói em không có tiền. Tao không có tiền. Đó tại vì có bác phát đó rồi. Bác phát rồi. Nó hỏi bác phát, còn bác phát có gì? Có máy móc gì đó, lấy đi. Thì nó nói kiếm nhiều bác phát. Thì nữ bác phát nó giật cái lúc đó thấy em đang cầm cái phone trên tay nó cũng giật luôn. Giật luôn cái tự cái súng kê đầu nó kê xuống cổ. Tôi đó em định phản ứng lại rồi, nhưng mà thấy nghĩ lại ứng lại thì mình có súng mình không có làm được cái gì hết, nên tốt nhất mình yên lặng làm trở lại đó. Thì sau khi lấy xong thì nhảy lên xe nó chạy theo cái hướng về chỗ Việt Nam Thao với Western Road, nó đi theo cái đường đó ra đó. Nhưng mà tất cả mọi hành động nó thì camera nó ghi lại hết. Thì mình không phản ứng, nhưng mình quan sát kỹ cái hình dáng của nó, phải quan sát kỹ, rồi xong cái quan sát cái số xe bằng số xe, xe tao thấy rõ. Thì nó chạy vô nhân phòng cái kia đi á, chừng nào nó coi lại video kêu gọi cảnh sát liền cho mình. Khoảng 10 phút sau thì 4-5 cảnh sát tới. Tại vì nó nói vụ này cái trước cái đầu nó khá nghiêm trọng, mình thử nó đưa người chịu tội. Thì cảnh sát nó tới thì một như nó coi video thì thấy rõ ràng cái tình xảy ra giờ rồi. Thì nó kêu người security camera có quy hết tất cả để kêu bó. Em đợi nó thâu lại hết thì mới đi về. Cảnh sát có lấy hết ra kia bằng đèn chạy thành như vậy theo. Dạ, cảm ơn anh Lê. Cho Hương Giang hỏi là cái cảm giác của anh Lên như thế nào khi mà hồi nãy anh Lên nói là nó rút súng ra và nó lên đạn cái rắc? Cảm giác khi mà anh nhìn thấy họng súng, cảm giác mà khi anh nghe cái tiếng lên đạn vào ngay lúc đó, cái moment đó nó như thế nào hả anh? Tùy theo mỗi người. Ví dụ như em thì lúc đó em không có sợ, chỉ có bị sốc thôi, giống như là bị giật mình thôi, chứ không có sợ. Rồi lúc đó mình vẫn tỉnh táo nói chuyện cái đó bình thường. Thì mấy ngày hôm sau mình mới thấy là mình sợ. Mình cảm thấy mình sợ. Bây giờ còn đấy, sợ không? Bây giờ còn chút. Nhưng mà nếu mà nó xảy ra một lần nữa thì có vẻ như cảm giác sợ hầu như không còn. Tại vì mình đã tiến dần tới cái mức đó rồi. Hy vọng là không có còn lần nào nữa, hy vọng là không có còn xảy ra lần nào với anh Lê nữa. Bây giờ anh Lê cho Hương Giang hỏi là cái vụ cướp anh Lê nói là xảy ra vào khoảng gần 7 giờ tối, và lúc đó trời mùa này thì 7 giờ trời nó chưa có tối. Lúc đó xung quanh có đông người không anh? Có ai không? Có, cách đó khoảng chừng 30 mét thì tôi thấy có 2-3 xe đang hạ kính xuống, mấy người nó nổi trong đó. Thì cách đó khoảng 2-30 mét. Nhưng mà tại vì sự việc nó xảy ra khá im, nó không có tiếng động, nên mấy người nó không có bị đánh động gì, không có để ý. Dạ, cho Hương Giang hỏi tiếp là cho đến giờ thì cảnh sát khi mà sau khi họ làm tường trình đó, tại vì Hương Giang thì có cái bản copy tường trình cảnh sát của anh, có số cái tường trình cảnh sát, thì bây giờ cảnh sát họ có hứa với mình là họ sẽ quay lại hay là họ sẽ thông báo cho mình cái tình hình như thế nào không anh? Thì theo thủ tục mình hỏi thì họ sẽ trả lời bây giờ thì họ sẽ thu góp tang chứng, rồi họ sẽ truy lùng. Khi nào mà có thông tin gì đó họ sẽ báo cho mình về. Thì bất cứ cái cây nào họ cũng nói như vậy, tại vì vốn nó mới xảy ra thì họ chưa có biết được gì nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Nhưng mà anh sau khi mà cảnh sát đến thì anh có còn nhớ nhận dạng của những cái nghi can này và nhận dạng được chiếc xe không anh? Dạ có, tôi nhớ rất là rõ hình dáng của hàng đó. Mặc áo, một thằng là mặc áo xám có cái hút đậy màu, một thằng là mặc áo đen, đứng bên tay phải của xe dòm vô. Nói chung thì tôi nói trước khi cướp thì tôi nói hầu như có cái plan sẵn rồi, nó làm rất là bài bản. Thở ra thì mình làm đúng theo cái cách thức giống mình đọc trên mạng vậy đó, tức là đừng có phản ứng gì, rồi quan sát cho kỹ cái xe nó xe gì. Thì lúc đó mình biết là xe Volvo màu đen, bãi cái theo lai bên xe trái. Thì cái kia mình vừa hot vậy thì có vô coi video giống như chính xác, giống như là mô tả vậy. Như vậy là chứng tỏ anh rất là bình tĩnh, và những cái gì mà anh đọc được ở trên mạng, những cái lời khuyến cáo ở trên mạng, những cái hướng dẫn ở trên mạng thì đều anh thực hiện đúng rồi đó. Tại vì anh Lê biết là sao không? Tại vì sau khi mà Hương Giang nói chuyện với anh thì Hương Giang có trò chuyện với một vị cảnh sát ở San Jose. Người này rất là có kinh nghiệm, hơn 20 năm với thành phố San Jose rồi. Và khi mà Hương Giang kể câu chuyện của anh Lê đó thì vị cảnh sát này nói là anh Lê đã thực hiện rất là đúng. Tức là trong những cái tình huống như vậy đó quý vị, tức là cướp có vũ trang thì đừng có nên chống đối, đừng có nên phản kháng lại, bởi vì chúng ta không có biết là hậu quả như thế nào. Mà tốt hơn hết, cách tốt hơn hết vào lúc đó là tuân theo comply, hợp tác, cooperate với tội phạm vào lúc đó, nhưng mà bình tĩnh để nhận dạng được tội phạm, nhận dạng được nghi can, và đặc biệt là nhận dạng được vũ khí cũng như là nhận dạng được chiếc xe. Nếu mà ghi lại được bảng số xe thì rất là tốt. Mặc dù cái tình trạng hiện nay là cướp thường là dùng những cái chiếc xe ăn trộm để khi mà ra tay. Vậy thì cảnh sát có hỏi anh Lê về khẩu súng không anh Lê? Dạ có, nó có hỏi là nó xài súng gì, hình dáng làm sao. Thì mình nói là súng nó giống như màu đen vậy đó. Rồi nó hỏi thêm nữa là mày có nghe nó tiếng nó rát không, cái giống như tiếng kéo đạn lên vậy không. Thì em đã có. Rồi em mới hỏi lại mình có là mình có cách nào mình phân biệt được cái real hay cái fake lên đó. Cái này người đó rồi không ai biết được hết, nó cũng không biết. Dạ cũng khó lắm, tại vì không biết anh Lê còn nhớ cách đây cũng mấy năm cũng có cái vụ là một cậu bé 8-9 tuổi thôi mà xài súng giả, mà nghe cảnh sát cũng không có phân biệt được, cho nên dẫn tới một cái vụ incident mà khá là cái hậu quả nó khá là lớn, cho nên cũng khó mà ngay cả thậm chí người trong nghề họ cũng khó mà phân biệt được. Cái câu hỏi mà Hương Giang đặt ra đó là thông thường người Việt Nam của mình á, chứ Hương Giang không biết đây là cái thói quen hay là cái văn hóa hay là cái cách sống người Việt Nam mình, thì họ ngại lắm, mỗi lần mà gặp cái gì đó. Hương Giang đã từng chứng kiến có người bị đập kiến xe lấy đồ, nhưng mà cũng không có ai trình cảnh sát hết trơn á, họ ngại va chạm với lực lượng thực thi công lực. Người Việt Nam mình có thói quen như vậy, nhưng mà tại sao anh lại chọn cái việc là thứ nhất là bà trừ tường trình cảnh sát, thứ hai là nhận lời của bên Cali Today để lên tiếng chia sẻ cái thông tin này cho đồng hương của mình? Tôi cũng là người Việt thì tôi cũng hiểu được cái văn hóa người Việt như thế nào. Người Việt vốn là ngại tiếp xúc với cơ quan cảnh lực, với công quyền địa phương, một phần là do cái ngôn ngữ hoạt động, thứ hai văn hóa cậy ngùng hoặc cỡ. Tôi thì tôi không phải gì lợi mình, nếu mà xảy ra gì là tôi gọi về chính quyền này. Đây là lần thứ năm thứ sáu trong đời, không có ngại gì, không phải là riêng gì xảy ra cướp với bản thân tôi, mà tôi đã từng dí theo mấy bãi đã dịch di chuyển ra trước chợ đó. Thở ra thì nói chung mỗi người mỗi tính, nhưng mà thì tôi khuyên mấy người chị khi mà xảy ra đập chuyến xe ở khu quen của tôi biết ở ngoài kia rất là nhiều tù địch, họ không có báo chính quyền biết, thì tôi nghĩ là mình nên cho một lẽ gửi tới cái chủ bo để mà họ giống như là họ push người security đồng tiền nhiều hơn, quan sát nhiều hơn, bảo vệ khách hàng. Tại vì nói thẳng ra khi mà người chị của mình mà tới cái mall đó tham quan hay đi mua đồ thì mình đã là khách hàng rồi, thì cái người chủ mall phải có cái biện pháp bảo vệ khách hàng, không thể nào bỏ lơ được đó. Mà theo tôi biết đó, thì rất là nhiều người bị đập kiến xe ở đó, rồi có nhiều người bị uy hiếp nhẹ hoặc là nói để đổi tiền về họ. Có thậm chí nhiều người đậu xe mà bây giờ nó cô bất hợp pháp, cũng em luôn không dám phản ứng gì đó. Rồi mình nên cho leader mình cầm ra tới cái mò đó, để cái mò đó nó có những cái hành động nhiều hơn, tình tiết nhiều hơn. Tại vì cái Tết Việt Nam mình cũng sắp tới rồi, nếu mà lúc đó mà kê cậu mình bầu nhiều, nếu mà mình không có phản ứng về lúc đó thì cái incident nó xảy ra còn nhiều hơn nữa, cái phần thiệt hại thuộc nhà mình nếu mình không có lên tiếng. Dạ cảm ơn anh Lê, và cũng muốn thông báo tới anh Lê và thông báo tới quý vị là Cali Today cũng đã liên lạc với ban quản trị của Grand Century Mall, thì họ cho biết là họ có biết về vụ việc này và họ đang hợp tác với cảnh sát, và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cái thông tin. Và thưa anh Lê, thưa quý vị, cũng trong cái cuộc nói chuyện giữa Hương Giang với vị cảnh sát mà liên quan với về cái vụ cướp của anh Lê, thì vị Hương Giang có đặt ra câu hỏi này là đối với những sắc dân nào thì trở nên dễ tổn thương, tức là trở thành cái target, thành cái mục tiêu, thành nhắm tới của tội phạm, thì vị cảnh sát chia sẻ cái kinh nghiệm của anh nói là cái này là kinh nghiệm cá nhân của tôi thôi, thì anh nói là thông thường ấy, những cái cộng đồng nào mà người ta rụt rè, người ta không có hợp tác với lực lượng thực thi công lực, người ta vì có những cái cản trở về ngôn ngữ thì là dễ thành cái mục tiêu của tội phạm. Thì nếu theo cái ý kiến riêng của vị cảnh sát này và cũng theo cái ý kiến của anh Lê, thì Hương Giang cũng thấy là nó phần nào đúng với cộng đồng Việt Nam của mình. Và Hương Giang cũng có hỏi thêm nữa, thì bây giờ cách tốt nhất thì như thế nào? Theo như anh Lê, bây giờ Hương Giang hỏi anh Lê trước nè, Tức là sau khi mà anh Lê, thì anh Lê nói là anh Lê đã một vài lần là đã có phản ứng lại với tội phạm, và cái lần này là cái lần mà làm anh Lê sợ nhất, đó là bị dí súng. Thì sau những cái kinh nghiệm như vậy, bây giờ cái bài học anh rút ra là bài học như thế nào mà anh có thể chia sẻ với mọi người được không anh? Rất có nhiều tình huống thì để tôi thấy người Việt nên học hỏi cái cách thức để mình phản ứng, để còn hơn là nếu mình không học hỏi đó, thì mình ở trong cái thế thụ động, lúc đó mình nguy hiểm đến tính mạng của mình hơn. Thí dụ như bây giờ đó, theo tôi biết thì cái cướp giật dây chuyền của người Việt ở mấy cái chợ rất là nhiều, túi sách khỏi cần phải nói, rất nhiều người ngoài kia họ biết rồi, nay thì phải dí súng vào đầu của tôi đó. Thì theo tôi biết là thì người Việt mình có thể là mục tiêu của tụi nó, có thể là mình là mục tiêu của tụi nó để cho tụi nó cướp. Thành thử ra tốt nhất thì khi mà mình đi rút tiền đó thì tốt nhất là không có nên rút bên ngoài ATM, bên ngoài hay là không ban ngày hay là ban đêm, mình nên đi vô trong. Mình đi vô trong, mình cuốn tiền đâu cái đó xong xuôi thì bước ra xe liền, rồi lắp cửa xe liền. Lúc này mình không có đến đây được, tại vì nó quan sát từ mình bước xuống xe là mình phải đạt mục tiêu rồi, thì nó có thể đi theo mình tới nhà luôn cũng được đó. Rồi khi mà mình bị cướp dây chuyền hay là giỏ sách thì tốt nhất tôi khuyên người Việt nên la lớn lên, la lớn lên bằng tiếng Anh, ví dụ như là hét la thì trời lớn lên. Nếu mà không la được tiếng Anh thì có thể là la theo kiểu Việt Nam là cướp giống như bên Việt Nam, để mình tránh gây cái chấn động xung quanh, để cho mấy người xung quanh người ta biết người ta can thiệp cho. Đó là cái mình sẽ hợp tác chống lại cái tổ quốc đó. Chứ đừng có nên im lặng khi nó giật té rồi mắc cỡ rồi sợ hãi, không có dám nói gì hoặc không dám báo hay là bỏ lơ, thờ ơ không báo cho cảnh sát. Thì mình làm như vậy với cảnh sát, mình gieo cái tâm lý vô đầu của nó là cảnh sát dân mình là cái thuộc cảnh dân gọi là dễ ăn hiếp, dễ bị cướp bóc hay là các dân mua nhũ. Thành thử ra mình không báo hôm nay thì mai mốt con cháu mình hay cha mẹ mình hay là con với mình cũng là nạn nhân kế tiếp của tụi nó. Dạ, cảm ơn anh Lê. Và cũng chia sẻ với anh Lê và quý vị, trong cái câu chuyện mà Hương Giang nói chuyện với vị cảnh sát đó, thì ông có nói là thứ nhất là mỗi một người phải nên tự bảo vệ mình trước hết đã. Ví dụ như là cũng đừng có nên chọn những cái chỗ mà nó vắng vẻ, hay những cái chỗ mà có thể tội phạm nó ra tay dễ dàng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là khi mà quý vị ngồi trong xe đó mà ông đưa ra một cái tình huống là nếu như quý vị ngồi trong xe vì lý do nào đó là đang nói chuyện trên điện thoại hoặc là nghỉ ngơi thôi, như là anh Lê chẳng hạn, thì cũng phải keep cái eyes của mình, tức là phải giữ con mắt của mình quan sát. Nếu như mà thấy người lạ mà tiến về phía side của mình thì cái phản xạ đầu tiên là mình nên kéo cái kiếng lên, hoặc là nếu như thấy tình huống đó mình cảm giác bất an, tức là dựa vào cái bản năng của mình cảm giác bất an thì nên lái xe đi. Và chẳng hạn như là có những vụ cướp nó xảy ra khi mình đi trong cái bãi đậu xe hoặc đi vô chợ chẳng hạn, thì nên là phải để ý xung quanh, phải luôn luôn là nhìn cái surroundings của mình ở xung quanh, xem thử xung quanh mình có gì khả nghi hay không. Và ông có đưa ra một cái ý kiến, một cái kinh nghiệm mà Hương Giang thấy là cũng rất là hữu ích. Ông nói là mình nên, ví dụ thấy người lạ mình nên đưa mắt cho người ta để cho người ta biết là mình có thấy người ta, bởi vì tâm lý của tội phạm khi mà thấy cái con mồi của mình mà nhìn thấy bọn chúng thì bọn chúng thường là né, tại vì bọn chúng không có muốn là người đó thua cái hình ảnh của mình, nhận dạng được mình. Thì đây là một cái điểm về tâm lý, thì đây là những cái ý kiến mà Hương Giang thu lượm được từ cái việc cảnh sát, và cũng qua cái câu chuyện của anh Lê thì chúng ta cũng rút ra được một cái bài học là thưa quý vị, tội phạm hiện nay thì đang rất là nhiều, mặc dù cảnh sát thì họ vẫn tuần cảnh liên tục, và đối với cảnh sát họ cũng cho Hương Giang biết là đối với những cái cuộc gọi như vậy đó, trong trường hợp của anh Lê thì họ sẽ tới ngay lập tức, bởi vì thông thường những cái cuộc gọi mà nó mang tính chất về bạo lực thì họ thường là một cái người ta gọi là priority call, và đây là cái bạo lực mà còn liên quan đến vũ trang súng ống nữa thì là những cái cuộc gọi mà được ưu tiên hàng đầu. Bài học chúng ta rút ra là chúng ta phải cẩn thận, cẩn trọng khi chúng ta đi ra bên ngoài, nhớ quan sát xung quanh, và nếu lỡ có gì xảy ra thì chúng ta phải hợp tác với nhà chức trách, thì bởi vì đó là cái cách mà tốt nhất để bảo vệ cho cá nhân, cho người thân, cho gia đình và cho cộng đồng. Và Hương Giang cảm ơn anh Lê rất là nhiều đã bỏ thời gian, dành thời gian với chúng tôi để chia sẻ kinh nghiệm cá nhân cho cộng đồng của chúng ta. Và Hương Giang cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.